Và chúng ta thấy là Bitcoin Cash bây giờ đứng hàng thứ 10, cũng tăng 6,9%. Đây là một đồng mà half phố từ đồng Bitcoin năm 2017 là một cái half phố rất là lớn. À, những bài nào mà trong thời điểm đó cũng đã biết đây là một trong à, những cái đồng mà gây ra nhiều sự tranh cãi. Hiện bây giờ cũng gây ra nhiều cái sự tranh cãi. Đây là cái tình hình của những đồng lớn trong cái top 10. Các bạn thấy được là ra khỏi top 10 thì chúng ta thấy là đồng Uniswap vẫn tiếp tục tăng trưởng. Bây giờ đã tăng 9,4% trong vòng 24 giờ qua ở cái mức là 27 đồng 21 cent Uniswap tuy là nằm trên mạng lưới của Ethereum tuy là mạng lưới Ether tắt nhãn nhưng mà vẫn là một trong những giao thức được sử dụng rất là nhiều mạng lưới Ether bây giờ các bạn thấy được là tuy là vẫn đang chậm vẫn đang bị tắt nhãn nhưng mà mạng lưới Ether vẫn là mạng lưới mà có nhiều người tham gia vào để mà develop nhất có nghĩa là có nhiều người tham gia vào để mà cống hiến cho mạng lưới cũng như là có nhiều dự án và nhiều cái hệ sinh thái mạnh nhất ở trong cái lĩnh vực DeFi hiện bây giờ đương nhiên những cái giao thức mà đang muốn cạnh tranh với Ethereum trong đó chúng ta đưa đương nhiên là có Binance Smart chain của Binance và chúng ta đương nhiên là có Cardano bây giờ đã có cập nhật Mary Halford rồi điều này sẽ dẫn đến là cạnh tranh như thế nào và đương nhiên một số bạn thì lại thích uh, Polkadot tại vì Polkadot bây giờ uh, đã có cái pair chain auction cho nên đây cũng là một trong uh, những cái sự kiện mà chúng ta cần phải quan tâm đến trong thời điểm này thì bây giờ thì tôi không có lưu trữ đồng Polkadot cho mà tôi đã biết được lưu trữ Bitcoin, Ethereum, uh, Cardano Binance Coin, Litecoin và Uniswap đây những đồng mà thường đã lưu trữ và thường người ta cập nhật cái phần trăm phân bổ vốn hóa ngày hôm qua thường sẽ chia sẻ thêm một lát nữa thì trước khi mình thường đi vào những thông tin nổi bật trong vòng 24 giờ qua đó thì những bạn nào mà chưa có theo dõi thông cap và trên mạng xã hội đó, thì các bạn cũng nên theo dõi như là thường đã chia sẻ trong từng video tại vì đó là cách nhanh nhất bạn càng có thể nắm được những thông tin mới nhất và đặc biệt là những bạn nào mà chưa theo dõi telegram thì đây là cái telegram channel của thuận capital của mình đăng rất nhiều những thông tin liên tục để cho các bạn thấy được là những cái thông tin mới nhất và nhanh nhất thay vì các bạn chờ đợi video thì các bạn có thể nắm được những thông tin này nhanh nhất và có thể dùng những thông tin này trong cái thời điểm mà đang xảy ra đây là những điều mà thuận muốn chia sẻ với các bạn Những bạn nào mà chưa theo dõi thì cũng nên theo dõi thuận capital ở trên cái telegram channel uh, thuận capital sẽ bên dưới cái video này thì một trong những cái câu hỏi thì nghĩ là bạn nào cũng biết là 43.000 đô lúc mà giá cả Bitcoin xuống tới 43.000 đô đó thì có phải đã là cái mức thấp nhất trong đợt điều chỉnh này hay là chưa? Thì để trả lời câu hỏi này đó chúng ta cần phải nhìn vào một số những cái cuộc tổ chức bỏ phiếu ở trên những mạng xã hội và có một cái ý nghĩa mà có một bạn đưa cho thuận thì cảm thấy là cũng rất là có ý nghĩa đó chính là chúng ta có thể là chạy song song những cái cuộc bỏ phiếu của quốc tế với lại cuộc bỏ phiếu trong cộng đồng thuận khắp giờ coi, coi là chúng ta có suy nghĩ giống như là phần lớn mọi người ở quốc tế hay không và một trong những người mà chúng ta thường hay theo dõi đó chính là Lloyd Davis các bạn thấy được là Lloyd Davis thì câu hỏi là có phải 43.000 đô là cái đái của đợt điều chỉnh này hay là không và chúng ta thấy được đây là có bốn sự lựa chọn thứ nhất là đúng rồi cái sự điều chỉnh đã coi như là xong thứ nhì là không chúng ta có thể tiếp tục đi xuống thứ ba là không biết và thứ tư là không quan tâm tiếp tục uh, bình giá thì các bạn thấy được là phần lớn mọi người 39,2% tổng cộng đã có các bạn thấy là 12.024 người bỏ phiếu thì 39% của mọi người nghĩ là chúng ta đã thấy cái sự điều chỉnh đã xong rồi sẽ không điều chỉnh nữa trong khi 34% nghĩ là chúng ta sẽ tiếp tục thấy có cái đợt đi xuống nhiều hơn 18% nghĩ là không biết và phần còn lại 11,6% nghĩa là không quan tâm tiếp tục trung bình giá tiếp tục thu mua bất kể là cái mức nào thì các bạn thấy được là phần lớn vẫn nghĩ là chúng ta đã coi như xong cái đợt điều chỉnh này rồi và thường cũng có một cuộc bỏ phiếu tương tự để coi coi là cộng đồng thuần cấp như thế nào và đương nhiên chúng ta thì được cộng đồng của chúng ta thì nhỏ hơn chỉ có 638 bạn tham gia mà thôi và câu hỏi cũng tương tự các bạn có nghĩ là đáy của đợt điều chỉnh này là 43 000 đô hay là không thì các bạn trả lời tổng cộng đó 47% là Giá yes, đúng rồi, điều chỉnh đã xong Còn uh, kế tiếp là 43,42% nói là không Sẽ xuống sâu hơn Còn lại 4,7% nói là không biết Và 4,7% nói là không quan tâm Tiếp tục chứng minh giá Thì cộng đồng thủng khắp đồ so với lại cộng đồng của Lật Davis của quốc tế như thế nào thì thường uh, đã để hai cái bảng này song song với nhau thì các bạn thấy được đó để thường zoom vào các bạn thấy rõ hơn thì chúng ta thấy được là có một cái điều giống nhau đó chính là phần lớn chúng ta cũng như là cộng đồng của Lloyd Davis tuy là lớn hơn rất nhiều và là cộng đồng quốc tế vẫn nghĩ nhiều người hơn vẫn nghĩ là chúng ta đã thấy cái được điều chỉnh này đã coi như xong rồi Cả kế tiếp coi như cũng ít hơn một phần trăm đó chính là các bạn thấy là cái sự khác biệt giữa cái số lượng người nói ra đã, đã xong rồi với lại cái số lượng người nói là sẽ xuống sâu hơn cộng đồng quốc tế đó là khác biệt là 7% cộng đồng thuần khác bây giờ khác biệt khoảng chừng là 5% thì nghĩ là sẽ xuống sâu hơn và các bạn thấy là không biết là 4,8% trong cộng đồng thuần khác bây giờ trong khi là 18% của cộng đồng quốc tế có nghĩa là người Việt Nam của chúng ta thì có lòng tin nhiều hơn là một là nghĩ là đã xong hai là nghĩ đánh giá xuống sâu hơn còn quốc tế thì có một cái số lượng lớn người họ nói là họ không biết và các bạn thấy được là không quan tâm thì cộng đồng quốc tế đó dựa theo cộng đồng của Lord David Thông chúng ta thấy được là 11,7% là không quan tâm tiếp tục chính xác như là trung bình giá. Còn chúng ta thì chỉ có 4,82% vậy thôi. Thì cái sự tương quan ở đây đó chính là cái phần lớn cộng đồng đều nghĩ là cuộc điều chỉnh này đã xong rồi. Tuy nhiên cái phần mà thấp hơn, là thấp hơn không có bao nhiêu phần trăm, nghĩa là chúng ta có thể đi xuống sâu hơn. Và tiếp tục khoan ngày hôm qua cũng đưa ra một cái bài bình luận giá. Thì khi mà tiếp tục khoan thấy là cái giá cả mà trên lệch giữa Coinbase và Binance á, cao như vậy cao là có nghĩa là hơn 100 đô la thì Crypto khoan nghĩ là cái mức giá 43.000 có thể là đáy của đợt này rồi. Đó là cái kết quả bỏ phiếu của cộng đồng Thuận Cáp và cũng như là cộng đồng Like Davis và suy nghĩ của Crypto khoan Thì các bạn nghĩ sao? Các bạn hãy comment ở bên dưới. Thì có thể là nhiều bạn sẽ hỏi Thuận là Thuận nghĩ như thế nào? Thuận nghĩ là cái đợt điều chỉnh này đã kết thúc hay là chưa. Thì Thuận đã chia sẻ một cái thuyết ngày hôm qua với các bạn đó chính là Thuận đã mua lại 20% crypto nhưng mà chưa làm bốn Bitcoin. Binance Coin, Cardano và Ethereum. Đây chỉ là thông báo không phải là lời khuyên đầu tư Thì đương nhiên có rất nhiều bạn đã comment hỏi thuận Và đương nhiên cái tài liệu này thường chia sẻ không chỉ riêng trên Twitter Mà trên Facebook cũng như là Telegram channel Thì có những nhiều bạn hỏi thường về cái tài liệu này Và thường cũng muốn dành mỗi thời gian để mà trả lời một số những câu hỏi của các bạn Thì câu trả lời của thường đó Thuận có nghĩ là đợt điều chỉnh này đã kết thúc hay chưa thì đối với thuận thì có thể trả lời là cái mức giá mà thuận mua lại ngày hôm qua là trên 48.000 đô thì cái mức đó hấp dẫn hơn đối với thuận hơn là cái mức giá 43.000 đô thì có nhiều bạn có thể cảm thấy là câu nói này của thuận rất là mâu thuẫn tại sao mà cái giá 48.000 đô lại hấp dẫn hơn đối với thuận so với cái mức giá là 43.000 đô thì một cái điều mà chúng ta đã nói tới rất nhiều trong cái thời gian gần đây đó chính là cái mức giá mà cá voi thu mua rất nhiều là cái mức giá là trong vùng 42.000 đô thường đã chia sẻ vào trong vòng nhiều ngày qua đó chính là càng tới gần 42.000 đô thì lực mua sẽ càng mạnh, tại vì chúng ta có thể thấy là những cá voi họ đã thu mua những mức là khoảng chừng 44 tới 46.000. Khi mà đi xuống nữa thì họ có thể là tiếp tục thu mua, cho nên càng tới gần 42.000 thì lực mua sẽ càng mạnh. Đó là điều mà chúng ta cũng đã biết. Những bài nào mà theo dõi channel này trong vòng nhiều ngày qua và có rất nhiều người không chỉ riêng là cộng đồng Thuận Capital mà đương nhiên Thuận dùng tài liệu Onchain để mà chia sẻ với bạn thì đương nhiên rất nhiều đội khác cũng có thể dùng tài liệu Onchain để nhận được cái điều này. Cho nên nhiều người chờ đợi cái 42.000 đô nhưng mà các bạn thấy là cuối cùng giá đi xuống tới cái mức là 43.000 đô sau đó giá đã bật lại trở lên như là chúng ta đã nói tới đầu cái video này thì các bạn thấy được đó là cái mức 43.000 đô đó khi mà giá đi xuống đó nhiều bạn hỏi thường là tại sao lại không mua ở cái mức mà 43 44.000 đô mà tại sao phải chờ tới mức là giá Bitcoin trở lên 48.000 đô rồi thường mới mua Tại vì một trong những cái cách suy nghĩ khi mà thường đầu tư đó thì có thể là khác với lại nhiều bạn một chút thường đó thì suy nghĩ về cái mức độ an toàn rủi ro lúc nào chúng ta cũng phải cân bằng cả hai chứ không phải là các bạn thấy là có cái sự uh, tăng trưởng mạnh thì chúng ta thích thú muốn đầu tư các bạn phải cân bằng là cái sự tăng trưởng đó so với cái rủi ro là hai cái đó là như thế nào thì các bạn thấy được là khi mà giá cả vẫn đang trên đường đi xuống và đi xuống rất là nhanh đó thì không có cách nào mà thường có thể biết được là giá tới đâu sẽ có cái điểm ngừng cho nên chỉ khi nào mà giá ngừng lại thì đương nhiên thường cũng không biết lúc này là giá sẽ ngừng lại đây chính khi nào mà giá có cái sự hồi phục nhanh và đây là một dẫn chứng cho thấy được là cái lực mua ở cái mức 43.000 đô rất là nhanh. Cho nên cái cơ hội Bitcoin đi xuống nữa thì đương nhiên vẫn còn. Bitcoin hoàn toàn nó có thể đi tiếp tùy xuống các bạn thấy là nếu như mà điều chỉnh như là những đợt trước đây 30% thịt cơ hoàn toàn có thể đi ngược trở xuống và đi về cái xu hướng là khoảng là 40.000 đô. Nhưng mà các bạn thấy được là khi mà giá đã đến cái mức này rồi thì cơ hội đó đã giảm xuống cơ hội vẫn còn nhưng mà giảm xuống cho nên đối Thuận về cái việc mà đầu tư lâu dài đó thì thuận đã quyết định là 20% mươi thuận chút lời đã đầu tư ngược trở lại tại vì thuận vẫn có lòng tin là giá Bitcoin sẽ lên tới 100.000 đô trong vòng năm nay Cho nên thuận lòng tin đó vẫn còn rất là cao Cho nên cái mức này là mức rất tốt Tại vì các bạn có nên nhớ là khi mà thuận chút lời Lúc đó giá Bitcoin đã là 57-58.000 đô rồi Thì thời điểm này là cái thời điểm mà thuận mua lại thì coi như cũng đã có lời rồi Cho nên thuận quyết định là mua lại và tiếp tục chung bình giá để tiếp tục chờ đợi bitcoin có sự tăng trưởng đột biến giá kế tiếp đây là cái điều mà thường đã chia sẻ trong cái twitter cũng như là trên những cái mạng xã hội ngày hôm qua nhưng mà nào theo dõi thường thì cũng đã biết chỉ có một cái sự khác biệt đó chính là khi mà thường chốt lời trăm đó thì thường lấy 2% của từng đồng mà thường đầu tư nhưng mà khi mà để trở vào đó thì thường chia làm bốn 25% mỗi một đồng đó chính là Bitcoin, Binance Coin, Cardano và Ethereum. Thì như bạn cũng đã biết rất nhiều về những đồng này, Thuận đã chia sẻ không ngừng trên channel này về suy nghĩ của Thuận về những đồng này. Và đây là cái danh mục đầu tư mới nhất mà Thuận đã cập nhật ngày hôm qua. Và đương nhiên cái phần top ranking này đó Thuận vẫn chưa có thời gian để mà cập nhật nhưng mà cái phần bên trên này thôi cập nhật ngày 1 tháng 3 ngày hôm qua thì các bạn thấy được là bây giờ đó thì Bitcoin vẫn chiếm tỷ lệ cao là 45,19%, Ethereum vẫn là cái tỷ lệ đứng lớn thứ nhì. 30,6%. Các bạn thấy là BNB lớn thứ ba là 13,3%. Kế đó là Cardano 9,5%. Kế đó nữa các bạn thấy được đó là Uniswap và Litecoin gần như là bằng nhau 0,7 và 0,8% Thì đây là cái chương mục à, của Thuận mà thường muốn chia sẻ với các bạn Tại vì có nhiều bạn có thắc mắc là tại sao Thuận lại đầu tư trở lại